Toshiba giới thiệu dòng sản phẩm máy điều hòa thế hệ mới. Thiết kế độc đáo với vỏ ngoài bóng sáng, cạnh viền cong mềm mại, đèn LED ánh sáng trắng 3 chế độ làm nổi bật sự sang trọng, vẻ đẹp tinh tế, phù hợp với mọi không gian nội thất. Mái nén được khởi động với cơ chế PAM, giúp động cơ khởi động cực đại, nhanh chóng đạt độ lành mong muốn trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, hệ thống chuyển sang cơ chế PWM, duy trì nhiệt độ phòng ổn định và giúp tiết kiệm điện lên đến 50%. Tính năng tùy chọn công suất hoạt động, cho phép lựa chọn công suất vận hành với 3 cấp độ. Mức độ phần trăm càng thấp, tương ứng với mức tiết kiệm điện càng cao. Đường kính quạt tăng thêm 13%, cùng thiết kế cánh quạt hình xiên giúp luồng gió thổi mạnh hơn nhưng vẫn vận hành êm ái. Đường kính ống đồng nhỏ hơn giúp tăng số lượng ống đồng lên thêm 25%, đồng nghĩa giúp tăng diện tích giàn tản nhiệt thêm 30%, làm lạnh cực kỳ nhanh chóng. Góc đạo gió rộng với 11 nấc điều chỉnh, cho phép điều chỉnh luồng gió đến mọi vị trí, đảm bảo luồng gió mát tỏa đều khắp phòng. Lưới lọc chống nấm mốc kết hợp với công nghệ khử mùi diệt khuẩn IAQ có khả năng khử mùi, ngăn chặn vi khuẩn, virus, đem đến bầu không khí trong lành, tươi mát. Bề mặt ngoài dàn lạnh với lớp phủ đặc biệt Aqua giúp loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc. Các chất bẩn này sẽ trôi theo đường thoát nước ra ngoài. Công nghệ Magic Coil giúp bầu không khí trong gian phòng của bạn luôn tinh khiết, trong lành. Magic Coil, công nghệ đột phá độc quyền của Toshiba, mang đến giải pháp điều hòa và tinh lọc không khí toàn diện. Toshiba đổi mới từng ngày, thêm đẹp yêu thương. Toshiba, leading innovation.